Kính thưa quý vị và các bạn, điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng methadone đang là liệu pháp hiệu quả nhất hiện nay, vừa giúp người nghiện từ bỏ được ma túy, vừa hạn chế sự lây nhiễm HIV. Sau 5 năm triển khai chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc thay thế methadone, nước ta đã đạt được những kết quả nhất định. Số người tái nghiện và lây nhiễm HIV giảm đáng kể, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội. Hôm nay, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề điều trị nghiện bằng methadone cùng với sự tham gia của các khách mời, ông Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế, bác sĩ Nguyễn Tố Như, Phó Giám đốc Tổ chức FHI Việt Nam, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và chị Trần Thị Minh Thương. Và để mở đầu chương trình, câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Nguyễn Hoàng Long. Thưa ông, ngày 20 tháng 6 năm 2014, thì Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1008 về giao chỉ tiêu điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc viện bằng methadone cho năm 2014 và 2015. Vậy thì tiến độ mở rộng chương trình methadone tại 61 tỉnh thành hiện nay ra sao ạ? Và xin ông cho biết cái tình hình chung triển khai tại các địa phương. Vâng, chúng ta cũng biết nghiện các chất dạng thuốc viện hiện nay được coi là một cái bệnh mãn tính thuộc não bộ. Và chúng ta cũng chưa có những cái phương thức hiệu quả điều trị khỏi được cai nghiện. Thế nên là hiện nay trên thế giới 80 quốc gia đã triển khai cái biện pháp là điều trị thay thế bằng methadone. Ở Việt Nam thì chúng ta bắt đầu thí điểm methadone từ năm 2008 tại Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi có kết quả hết sức thành công thì chính phủ cho phép là triển khai rộng rãi trên toàn quốc. Và tính đến hết tháng 10 thì chúng ta đạt được điều trị cho hơn 22.000 bệnh nhân tại 38 tỉnh thành phố. Và quyết định 1008 của Thủ tướng Chính phủ tháng 6 năm 2014 là một cái bước đột phá về triển khai điều trị methadone. Trước đây thì chúng ta bắt đầu từ 2008 đến tháng 6 2014 thì chúng ta mới chỉ triển khai được có 17.000 bệnh nhân. Thế nhưng mà chỉ sau 4 tháng sau khi có quyết định 1008 thì chúng ta đã tăng được từ 17.000 lên đến 22.000. Như vậy có thể nói là đây là một cái quyết định hết sức quan trọng và các địa phương cũng rất tích cực triển khai để mà đạt được cái chỉ tiêu này. Nhìn chung mà nói thì quyết định 1008 được các địa phương rất quan tâm. Các tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai mở rộng, phân bổ cái nguồn lực, trong đó có thu xếp cơ sở vật chất, nhân lực, tài chính để triển khai. Và chúng tôi tin rằng là trong thời gian tới thì cái mở rộng methadone sẽ được các địa phương tiếp tục quan tâm để triển khai đạt được cái chỉ tiêu đã được giao. Vâng, vậy thì trong cái quá trình mở rộng chương trình điều trị bằng methadone tại các địa phương thì có cái khó khăn nào không thưa? Đúng là cũng vẫn còn nhiều khó khăn. Hiện nay chúng ta triển khai được 22.000 ấy, thì tính theo chỉ tiêu được giao 80.000 vào năm 2015 thì chúng ta mới chỉ đạt được khoảng độ 27% thôi. Như vậy là còn rất nhiều việc chúng ta cần phải triển khai. Một số khó khăn chính hiện nay chúng tôi cũng có đi khảo sát thì thứ nhất là cái sự quan tâm của các địa phương. Những địa phương dù có khó khăn thế nhưng mà được lãnh đạo chính quyền các cấp quan tâm thì sẽ được triển khai nhanh hơn. Và cụ thể hiện nay thì vẫn còn có 17 tỉnh trên toàn quốc là chưa xây dựng kế hoạch để triển khai mở rộng methadone. Thì chúng tôi thấy rằng là cái sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương là hết sức quan trọng. Vấn đề thứ hai là một số cái khó khăn về cơ sở vật chất. Khi mà làm cái methadone ấy, thì chúng ta cũng phải có một số cái cơ sở vật chất theo quy định về phòng, về trang thiết bị. Thế nhưng mà các địa phương, các cơ sở y tế hiện nay thì cũng rất là chật chội, quá tải. Thế nên là việc sắp xếp ra một cái diện tích nhất định để làm methadone thì cũng cần phải có cái sự cố gắng. Khó khăn thứ ba đó là về nhân lực. Hiện nay thì để triển khai methadone, mỗi một điểm điều trị methadone thì cần khoảng độ từ 8 đến 10 người. Và theo quy định thì chúng ta không được tăng biên chế. Thế nên là ngành y tế thì cũng phải hết sức là co kéo, sắp xếp nhân lực. Và cũng nhiều trường hợp là chúng ta cũng phải ký thêm cán bộ hợp đồng bên ngoài. Thế nên là cũng có những cái khó khăn. Thứ tư là chúng ta triển khai methadone hiện nay trên toàn quốc là dựa nhiều vào nguồn tài trợ nước ngoài. Trong khi đó thì nguồn tài trợ cũng đang cắt giảm dần rồi. Thế nên là cũng có nhiều khó khăn cho địa phương trong việc mở rộng. Thế và cuối cùng thì cái việc thủ tục hành chính, cái việc mà xét chọn các bệnh nhân vào các cái cơ sở điều trị thì cũng còn có một số cái
khó khăn, làm cho bệnh nhân người ta cảm thấy ngại và đôi khi người ta không tham gia. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Tham dự chương trình ngày hôm nay thì còn có ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Và Hải Phòng là địa phương đầu tiên thí điểm mô hình xã hội hóa điều trị methadone. Vậy thì xin ông cho biết xuất phát từ nguyên nhân nào mà và cái điều kiện như thế nào mà Hải Phòng tiên phong trình chính phủ để được thực hiện mô hình này lần đầu tiên tại Việt Nam ạ? Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các anh các chị, năm 2008 thì Hải Phòng có khi mà đi rà soát thì có khoảng trên 8.000 người nghiện có hồ sơ, và như vậy thì dẫn đến cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hải Phòng có nhiều bất ổn. Đấy. Và đặc biệt là tại thời điểm đó thì sự gia tăng của HIV/AIDS. Đấy. Chính vì nguyên nhân như vậy, thành phố quyết định là đề nghị với chính phủ cho thí điểm tổ chức là điều trị thay thế các chất dạng phương phiện bằng methadone. Đấy. Và cái việc đề nghị này nó cũng xuất phát từ một cái nguyên nhân mà rất là thực tiễn, là tại thời điểm đó nếu như mà xây dựng các cái trung tâm cai nghiện thêm thì rất là tốn kém, bởi vì Hải Phòng xây dựng một cái trung tâm cai nghiện là 152 tỷ, rồi hàng năm thì phải chi cho các cái trung tâm đó cũng vài chục tỷ để nuôi bộ máy, rồi chi cho các cái người nghiện mà tập trung tại trung tâm. Vì vậy nên là khi chúng tôi đề xuất thì chính phủ đồng ý và thành phố Hải Phòng đã triển khai ngay. Đến nay là đã có 11 điểm điều trị methadone thay thế. Vâng, vậy thì thưa ông, là từ như ông vừa nói là từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 thì thành phố Hải Phòng đã triển khai toàn bộ thu một phần phí điều trị methadone tại 11 cơ sở điều trị. Vậy thì khi chuyển từ miễn phí sang thu phí một phần thì có những cái thuận lợi hay khó khăn gì mà thành phố gặp phải không ạ? Từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 thì thành phố Hải Phòng đã thu 10.000 đồng một người bệnh một ngày, một lần sử dụng. Thế thì để thực hiện việc này thì chúng tôi đã phải xây dựng chỉ đạo ngành y tế phối hợp với công an và Sở Lao động Thương binh Xã hội, các ngành liên quan xây dựng đề án để trình qua Hội đồng Nhân dân phê duyệt, rồi lúc đó Ủy ban thành phố thực hiện. Khi thực hiện thì chúng tôi cũng làm cái công tác tuyên truyền, vận động qua các cái phương tiện thông tin đại chúng, rồi vận động trực tiếp đến những người mà đang nghiện để họ cũng đồng thuận với cái chủ trương của thành phố. Và đặc biệt là trong cái đề án này thì chúng tôi cũng miễn cho các cái gia đình mà có con em nghiện là diện chính sách đến mức 80%. Và những người nghèo. Như vậy thì đây là một cái chủ trương mà khi đưa ra thì sự đồng tình ủng hộ rất cao. Và trong thời gian vừa qua thì cái số người mà đến dùng thuốc methadone và đã trả tiền đạt đến mức 80-90%. Như vậy thì phải nói rằng là cái chủ trương thành phố có cái sự chuyển đổi như vậy, bởi vì là thứ nhất là ngân sách là một cái gánh nặng nếu như mà chúng ta không xã hội hóa. Thứ hai là tổ chức quốc tế đến nay họ đang cắt dần các cái khoản viện trợ mà họ có cái lịch trình từ nay đến hết năm 2015, thì cái đề án này ra đời để chúng ta không bị sốc mà cũng không bị coi như là gây ra những cái hiện tượng mà những người đang được sử dụng đến nay là không sử dụng nữa thì sẽ tiếp tục dẫn đến mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Vâng. Đến việc cung ứng thuốc 100% cái thuốc methadone hiện nay chúng ta đang điều trị tại Việt Nam là do nhận viện trợ từ các cái tổ chức và các dự án quốc tế. Có thể nói là việc đảm bảo nguồn methadone là một trong những điều kiện tiên quyết và mấu chốt để chúng ta nhân rộng cái chương trình này. Vậy thì hiện nay Cục Phòng chống HIV/AIDS của Bộ Y tế có cái vướng nào hay là có cái kế hoạch nào để đảm bảo nguồn cung ứng thuốc trong thời gian tới của chúng ta khi mà cái lượng viện trợ sẽ được dự đoán là giảm đến khoảng
70%, đúng không? Vâng. Trước khi trả lời câu hỏi về nguồn thuốc methadone thì tôi xin có một thêm ý kiến nhỏ liên quan đến cái chỗ thu phí điều trị mà ông Nam vừa nêu. Thì chúng tôi cũng phải làm rõ thêm ấy, tức là cái thu phí đó chỉ là thu phí một phần thôi. Ông Nam nói Hải Phòng thu 10.000 ấy, thì chúng tôi cũng có tính toán thì cái đó chỉ là một phần trong tổng số cái chi phí, khoảng độ 50% cái tổng chi phí thôi. Thế còn lại 50% nữa thì nhà nước vẫn bao cấp hỗ trợ, trong đó có tiền thuốc, tiền đầu tư ban đầu cơ sở vật chất, tiền mua sắm trang thiết bị, tiền đào tạo cán bộ. Thế còn cái tiền thu một phần của những người sử dụng chủ yếu là để mà chi trả cho những cái vận hành thường xuyên, ví dụ như là tiền nước, tiền cốc uống, thế rồi tiền điện nước, tiền vệ sinh, để chúng ta duy trì các cái cơ sở đó. Thế này thì chúng tôi cũng xin nói rõ như vậy là mặc dù là thu thế nhưng mà cái đó chỉ là một đóng góp một phần. Thế còn liên quan đến cái nguồn thuốc methadone ấy, thì cho đến hiện nay thì cái nguồn chủ yếu của chúng ta là nhập khẩu nước ngoài thông qua các cái dự án viện trợ họ mua hộ chúng ta. Thế nhưng mà Bộ Y tế cũng đã có một cái quyết định phê duyệt một cái kế hoạch để chúng ta sản xuất thuốc methadone trong nước. Và cụ thể là Bộ Y tế đã chọn 5 công ty dược phẩm có đủ năng lực để giao cái trách nhiệm là sản xuất thuốc trong nước. Và cho đến nay thì đã có 2 công ty trong số 5 công ty này là đã có cái sản phẩm để bán ra để phục vụ cái nhu cầu trong nước. Như vậy chúng tôi có thể nói là về nguồn thuốc mà nói thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm được là trong nước có thể đảm bảo được nguồn thuốc. Vấn đề là kinh phí ở đâu? Thế thì kinh phí ở đâu thì tôi cũng xin nêu là trước nay thì chúng ta 100%, gần như 100% là tiền viện trợ nước ngoài. Tuy nhiên là cái chủ trương mở rộng methadone là chủ trương lớn của chính phủ. Thế nên là khi mà viện trợ nước ngoài cắt giảm thì chúng tôi cũng đề nghị chính phủ sẽ hết sức quan tâm để tăng thêm cái chi ngân sách nhà nước. Cụ thể là năm 2015 thì cái dự kiến chi cho chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống AIDS là sẽ tăng hơn khoảng độ 40% so với năm 2014. Và cái khoản tăng đó thì chủ yếu là dành để mua thuốc methadone phục vụ cho các địa phương. Ngoài ra thì các địa phương mà có điều kiện kinh tế phát triển thì cũng có cái xu hướng là cũng chủ động phân bổ kinh phí của địa phương mình để đáp ứng được cái nhu cầu của địa phương trong cái điều trị methadone. Như vậy chúng tôi có thể nói rằng là cái hiệu quả điều trị methadone ở đây cũng rất lớn. Cái hiệu quả này có thể nói là về sức khỏe, về kinh tế, về xã hội. Thế nên là cái việc đầu tư cho methadone thì theo các cái nghiên cứu quốc tế thì người ta tính ra là một đô la đầu tư cho methadone thì mang lại lợi ích cho xã hội là khoảng độ 5-6 đô la. Thế như vậy là cái hiệu quả rất cao. Thế chúng tôi nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới thì vẫn phải đa dạng hóa cái nguồn tài chính để đảm bảo cái nguồn thuốc cho những người sử dụng methadone. Vậy thì thưa ông, như ông có nói là đã có 2 công ty của chúng ta đã sản xuất thuốc và đã bán ra thị trường rồi. Ông có thể nói rõ hơn về cái chất lượng thuốc của chúng ta so với cả thuốc nhập khẩu và cái giá thì như thế nào? Chất lượng thuốc thì hoàn toàn phải đảm bảo. Tất cả các loại thuốc mà đã được phép lưu hành thì phải có đảm bảo chất lượng theo quy định. Thì chúng tôi khẳng định là như vậy. Còn giá thì các cái sản xuất thuốc trong nước thì chúng tôi trong thời gian vừa rồi mua rẻ hơn so với cái thuốc nhập khẩu. Thế như vậy là có thể nói là cái trong thời gian tới thì cái khả năng sản xuất thuốc methadone trong nước là rất là tốt. Vâng. Và xin hỏi ông Lê Khắc Nam và bà Tố Như là ông bà có cái đề xuất hay là kiến nghị gì không để mà góp phần đảm bảo cái việc nguồn thuốc cung ứng của chúng ta ngoài những gì mà ông Long vừa mới trình bày? Đối với thành phố Hải Phòng chúng tôi thì hiện tại là bây giờ chúng tôi đã có 15 điểm để điều trị methadone. Thế nhưng 11 điểm thì được tổ chức nước ngoài vẫn tiếp tục cung ứng thuốc. Thế còn bây giờ hiện tại còn 4 điểm là chúng tôi đã xây dựng xong cơ sở vật chất, trang thiết bị, rồi tập huấn, đào tạo nhân lực rồi. Thế nhưng hiện tại chưa có thuốc. Vì vậy nên là, và cũng rất nhiều lần chúng tôi cũng đã đề nghị với chính phủ là sớm cung ứng methadone. Bởi vì tránh cái tình trạng là khi mà chúng ta đã tổ chức, đây, Hải Phòng bây giờ là đang điều trị tại thời điểm này là 3.233 người. Và tiến tới là theo kế hoạch là chúng tôi sẽ tăng lên năm 2015 là 4.600. Thế với số lượng như vậy mà bây giờ không có thuốc thì lúc đó các cái đối tượng nghiện sẽ là sử dụng cả hai, đúng không? Rồi cái thứ hai mà chúng tôi cũng đề nghị là
Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính sớm ra được cái khung giá để xã hội hóa về methadone. Như lúc đầu tôi nói, Hải Phòng thu tạm thu 10.000 là chỉ 1/3 thôi. Còn số mà kinh phí 2/3 còn lại là thành phố phải chi ngân sách. Và đồng thời là các cái trang thiết bị rồi các cái trung tâm để cung ứng thuốc ấy thì là chúng tôi phải xây dựng. Vì vậy nên nhưng mà hiện tại ra là cái, ngay kể cả 10.000 này thì cũng chưa có một cái quyết định nào cả, mà chúng tôi phải đề nghị là thí điểm và Hội đồng Nhân dân ra quyết định. Thì vì vậy nên cũng phải đề nghị qua sớm cái khung giá thuốc. Rồi vấn đề thứ ba là cái công tác tập huấn. Đấy. Và hôm nay thì cũng nói với các đồng chí là như này. Methadone chỉ thay thế được các chất dạng thuốc viện. Còn hiện tại thành phố cũng như là một số tỉnh thành phố khác, số người nghiện về ma túy tổng hợp tăng rất nhanh mà methadone chưa làm được. Thì bây giờ Bộ Y tế cũng phải sớm có cái phác đồ điều trị những đối tượng nghiện về ma túy tổng hợp. Không thì trong quá trình mà họ sử dụng methadone, có những trường hợp họ bị ngáo đá ngay tại trung tâm, dẫn đến là có những cái việc mà gây rối trật tự. Đấy, vì vậy nên cái này cũng phải có phác đồ điều trị và cũng có những cái kế hoạch sớm để đưa những đối tượng này tiếp tục vào các cái trung tâm cai nghiện tập trung, bởi vì chúng ta hiện tại chưa có phương pháp nào cai cho những đối tượng này. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Vậy thì bà Tố Như, bà có ý kiến gì không? Vâng, có lẽ đây là cái quan điểm riêng của tôi. Thì tôi thấy rằng là Bộ Y tế trong những năm vừa qua đã chỉ đạo rất sát sao, bởi vì methadone nó là một rất đặc thù, là cái thuốc gây nghiện và cần được quản lý chặt chẽ. Và chính vì vậy cho nên là các cái công ty dược phẩm mà có thể là sản xuất hoặc là phân phối hoặc nhập khẩu, là Bộ đã đưa ra các cái tiêu chuẩn, tiêu chí rất rõ ràng và chọn 5 công ty mà có thể quản lý tốt được. Thế theo tôi thì để mà nguồn thuốc đảm bảo cho nhu cầu mở rộng của các tỉnh, thì đầu tiên là cái vai trò chỉ đạo và quản lý của Bộ rất là quan trọng, và các tỉnh phải gửi cái nhu cầu thuốc về Bộ để mà lập dự trù. Cái điểm thứ hai nữa là cái nguồn thuốc này thì nếu mà đấu thầu được tập trung ở Trung ương thì sẽ được cái giá thành rẻ hơn là so với cái việc là cứ mỗi một tỉnh lại tự đấu thầu riêng. Có thể là Trung ương, Bộ Y tế đấu thầu tập trung và các tỉnh áp cái giá đó thì nó sẽ được hưởng lợi hơn cho bệnh nhân, cho người bệnh. Cùng một cái nguồn tiền như thế nhưng có thể mua được nhiều thuốc hơn. Và cái cuối cùng ấy là cái thuốc methadone này cần được quản lý chặt chẽ, cho nên là cái nguồn mà để mua thuốc thì đúng như ông Hoàng Long nói là từ kinh phí Trung ương và từ kinh phí của các tỉnh để mua thuốc cho bệnh nhân. Còn người bệnh đóng phí một phần thì đấy là cái phần liên quan đến phần vận hành, để hỗ trợ cái chi phí duy trì cái phần vận hành. Chứ còn nếu như người bệnh mà cũng chi trả luôn cả cái nguồn thuốc thì nó sẽ bị động cho các địa phương, và cũng không biết được cái nhu cầu hay là cái điều hành của Bộ Y tế cũng như là của Sở Y tế để quản lý thuốc gây nghiện thì nó sẽ phức tạp. Vâng, cảm ơn bạn. Thưa các vị khách mời, có một vấn đề đặt ra trên này. Thời gian qua trên báo Tuổi Trẻ thì có phản ánh một cái hiện tượng là người nghiện cố tình ngậm, mà khi người nghiện mà được tham gia cái chương trình điều trị methadone ấy, thì cố tình ngậm methadone ở trong miệng, sau đó đi ra ngoài và đem bán lại. Cái tình hình này chúng ta nên quản lý như thế nào để không có tình trạng này xảy ra nữa? Và đây cũng đặt ra một vấn đề là cái nhu cầu sử dụng biện pháp cai nghiện này quá lớn so với cái cơ sở điều trị mà chúng ta hiện có, thưa ông Long. Vâng, trước khi trả lời câu hỏi đó thì tôi xin trao đổi thêm ý kiến ông Nam nêu khung giá methadone. Thì báo cáo các quý vị khán giả là hiện nay Bộ Y tế cũng đang hoàn chỉnh lần cuối cái khung giá này. Cũng đã xin ý kiến của tất cả các tỉnh, thành phố đưa lên trang mạng. Và hiện nay thì đang chỉnh lại lần cuối. Thì theo tiến độ thì chúng tôi nghĩ rằng là chắc là trong tháng 12 có thể ban hành được cái khung giá. Đây còn cái ý kiến của ông Nam về vấn đề tiêu chuẩn chẩn đoán và cái phác đồ điều trị nghiện ma túy tổng hợp. Thì gần đây thôi, Bộ Y tế trong tháng 9 vừa rồi thì Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cũng đã có cái quyết định về cái tiêu chuẩn, thì chắc là cũng sẽ phổ biến đến Hải Phòng cũng như các địa phương để chúng ta thực hiện. Thế còn cái vấn đề mà các quý vị cũng có nghe trên các truyền thông đại chúng, tức là có tình trạng
bệnh nhân uống thuốc ngậm trong miệng không nuốt, thì sau đó ra thì nhổ ra để bán cho những người khác. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái này nếu có thì cũng hết sức là hy hữu, rất là ít thôi. Theo tôi nó có hai cái lý do. Lý do thứ nhất là cái sự bất cân đối giữa cung cầu, tức là nhu cầu của xã hội rất lớn. Thế nhưng mà cái số lượng bệnh nhân điều trị hiện nay thì còn ít, thế nên là có cái tình trạng người ta cố gắng để tìm cách thẩm lậu ra ngoài. Thứ hai nữa là có một cái trường hợp, có những cái tình huống là một cơ sở điều trị methadone là quản lý rất nhiều bệnh nhân, có những cái cơ sở lớn là đến 500-600 bệnh nhân, ngày nào cũng đến uống bằng đấy người trong vòng thời gian ngắn, thế nên là cán bộ y tế là có thể là không theo dõi sát được các cái bệnh nhân người ta uống thuốc, thế nên người ta tranh thủ lúc đông thì người ta làm cái hành vi đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng là thứ nhất là để khắc phục cái này thì chúng ta phải mở rộng hơn nữa methadone, để bất kỳ ai mà có cái điều kiện, có cái đủ điều kiện, có nhu cầu thì chúng ta đưa vào điều trị. Vấn đề thứ hai là chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo để hướng dẫn lại các điểm điều trị methadone là thực hiện đúng cái quy định về sử dụng thuốc, tức là đưa thuốc cho bệnh nhân pha ra rồi, bệnh nhân uống, sau đó tráng cốc lần một uống, tráng cốc lần hai uống hết và chào cán bộ y tế trước khi ra về. Như vậy là khi chào thì chúng ta khẳng định là người đó đã được dùng thuốc methadone đúng cái liều lượng cần thiết. Xin cảm ơn ông ạ. Như ông vừa nhắc đến thì có một cái đặc thù là những cái điểm mà những cái điểm cấp phát thuốc của chúng ta còn mỏng, và có một điểm nữa là ở tại các vùng núi, vùng xa xôi ấy, thì người điều trị phải đi một quãng đường rất là dài thì mới đến được các cái điểm cấp phát thuốc đó, và cái kinh phí đi lại thì vô hình chung nó lại bằng hoặc là có thể cao hơn so với cái kinh phí, cái giá thuốc sử dụng. Vậy thì làm thế nào để chúng ta khắc phục được cái tình trạng này? Vâng, biên tập viên nói cái tình trạng đó rất đúng đấy. Hiện nay là chúng ta trên toàn quốc là mở được 122 điểm điều trị. Thế và tập trung chính ở các cái khu vực đông dân cư, các cái khu vực thành phố. Thế nhưng mà trên thực tế thì khu vực miền núi là có những người hàng ngày phải đi xe buýt, xe ô tô và các phương tiện khác khoảng 5-60 cây số để đến uống thuốc. Và miền núi thì có khi người ta đi mất cả một buổi. Thế nên là để đạt được 80.000 bệnh nhân vào năm tới thì chúng tôi đang chuẩn bị hướng dẫn thêm một cái hình thức nữa, đó là điểm cấp phát thuốc. Đây cũng là một trong hai cái hình thức mà Nghị định 96 của Chính phủ đã nêu. Điểm điều trị tức là cái cơ sở ở trung tâm. Thế ngoài ra thì chúng tôi sẽ xây dựng các cái điểm cấp phát thuốc mà có thể là gắn vào các trạm y tế xã phường. Thế như vậy là sau khi mà bệnh nhân đã ổn định liều điều trị rồi, có liều ổn định thì chúng ta chuyển cái bệnh nhân đó về xã phường để người ta lĩnh thuốc ngay ở xã phường, và nó thuận lợi hơn rất là nhiều trường hợp là người ta phải đi xa. Như vậy thì sẽ thuận lợi hơn cho người bệnh. Cảm ơn ông ạ. Thưa ông Lê Khắc Nam, thì trong Nghị định 96 của Chính phủ về điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc thay thế có quy định là y tế tư nhân cũng được phép triển khai, nhưng đến nay vẫn chưa có cơ sở y tế tư nhân nào được thực hiện triển khai điều trị methadone. Vậy thì theo ông, cái lý do gì mà y tế tư nhân vẫn chưa vào cuộc được? Hiện tại thì Hải Phòng đã có đi đầu trong một cái cơ sở xã hội hóa thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội. Thì cũng là một cái hình thức là thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội nhưng cũng đã cơ bản là một cái mô hình tư nhân. Thế bởi vì là hồi đó là tổ chức quốc tế viện trợ cho thuốc này, rồi cơ sở kỹ thuật ban đầu. Và tại thời điểm 2011 thì thu là 8.000 đồng một người một ngày. Thế nhưng mà đến nay thì từ khi mà thành phố ra cái quy định là tất cả các điểm giống nhau là thu 10.000 thì cũng thành phố cũng đang triển khai tuyên truyền để cho y tế tư nhân thực hiện cái nhiệm vụ là điều trị methadone thay thế các chất dạng thuốc viện đối với y tế tư nhân. Thì tuy nhiên là có một số các cái nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là về cái điều kiện cơ sở vật chất của y tế tư nhân thì họ cũng chưa mặn mà để đầu tư, bởi vì là nó cũng quá nặng nề so với cái nhiệm vụ mà tất nhiên đã là y tế tư nhân thì họ phải có lợi nhuận. Thế mà như vậy thì xây dựng cơ sở vật chất này, đầu tư trang thiết bị này, rồi tập huấn huấn luyện này, và
biên chế thì rõ ràng họ thấy rằng là họ không có lợi nhuận thì họ sẽ không làm. Rồi cái thứ hai là quản lý và để xin phép rồi để được sử dụng methadone, thì đây là chất gây nghiện nên là cái việc quản lý cũng hết sức khó khăn, nên là họ cũng thấy rằng là họ cũng chưa mặn mà để đứng ra tổ chức những cái công tác cai nghiện như là các cái cơ sở công lập được. Vâng, vậy thì thưa bà Tố Như, thưa ông Long, chúng ta có cái biện pháp nào không để các cái cơ sở y tế tư nhân mặn mà hơn trong việc mở rộng, trong việc điều trị, tham gia vào cái quá trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone? Bởi vì là khi có được cái, khi có xã hội hóa, khi có sự tham gia của khối tư nhân thì cái việc điều trị của chúng ta nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Theo tôi được biết thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng có một vài cơ sở tư nhân là cũng muốn là được mở methadone. Hải Phòng cũng có một hai cơ sở tư nhân mong muốn được mở cái dịch vụ điều trị methadone. Nhưng mà cái khó khăn cốt lõi hiện nay mà họ chưa mở được, mặc dù là cũng có thể họ đã chuẩn bị cơ sở vật chất và con người rồi. Cái thứ nhất là cái nguồn thuốc, bởi vì họ chưa tự mua được thuốc ở trong nước thông qua sở y tế. Đấy là cái đầu tiên. Tôi nghĩ là về mặt thủ tục, về cấp phép ấy, thì tùy tỉnh, nhưng mà nói chung là các sở y tế cũng tạo điều kiện, và bây giờ nó cũng đã quy định tại thông tư số 12 về các cái quy định về cơ sở vật chất con người đào tạo rồi. Tôi nghĩ là cái khó khăn duy nhất là cái nguồn thuốc methadone trong nước. Và khi mà chúng ta có được nguồn thuốc methadone trong nước và khối tư nhân có thể mua dự trù sau khi mà được cấp phép để triển khai, thì tôi nghĩ là tư nhân cũng sẽ bắt đầu thực hiện cái việc này. Vâng. Một câu hỏi nữa xin được dành cho bà Tố Như là có không ít ý kiến cho rằng điều trị methadone về bản chất là thay thế cái nghiện này bằng cái nghiện khác. Vậy thì dưới góc nhìn của một người làm chuyên môn, của một bác sĩ, bà nghĩ như thế nào về nhận định này? Trước hết thì tôi phải xin nói luôn là điều trị methadone không phải là nghiện methadone, mà là bệnh nhân khi điều trị methadone là bị phụ thuộc, hay còn gọi là lệ thuộc vào cái thuốc điều trị. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, theo cái phân loại bệnh tật lần thứ 10 thì có 6 cái tiêu chí để chẩn đoán nghiện. Thế thì đối với cái thuốc methadone thì nó chỉ thỏa mãn có một tiêu chí thôi, có nghĩa là dừng thuốc đột ngột thì bệnh nhân sẽ có các cái biểu hiện cai, khó chịu do thiếu thuốc, bởi vì lệ thuộc vào thuốc. Còn lại các cái tiêu chí khác, ví dụ như là tiếp tục sử dụng bất chấp mọi tác hại này, tăng liều dùng này, rồi thực hiện các cái vi phạm pháp luật bằng mọi cách mọi giá để có được thuốc, thì cái việc đấy là nó không đúng ở chương trình methadone. Và như vậy thì không thể đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán mà gọi là nghiện methadone được, bởi vì theo yêu cầu là phải đủ 3 tiêu chuẩn trở lên trong vòng 12 tháng thì mới chẩn đoán nghiện được. Cái lý do thứ hai là chúng ta phải thẳng thắn so sánh giữa cái thuốc methadone và heroin. Methadone là một thuốc hợp pháp được Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào danh mục các cái thuốc thiết yếu. Tại Việt Nam cũng đã đưa vào danh mục thuốc thiết yếu. Methadone là hợp pháp, trong đó heroin là bất hợp pháp. Cái điểm thứ hai là khi điều trị methadone thì người bệnh là cải thiện về cái mặt đầu tiên là giảm tội phạm, giảm lây nhiễm HIV, tăng cường chất lượng cuộc sống, giảm và dừng sử dụng heroin, cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Trong khi đó đối với heroin thì càng nghiện nặng thì bệnh nhân lại càng khó khăn và có những cái hậu quả về sức khỏe, gia đình, kinh tế. Và cái điểm cuối cùng ấy ạ, là đối với cả heroin khi mà dùng vào thì sẽ thấy phê sướng khoái cảm. Còn methadone kể cả liều cao, bệnh nhân ổn định và không có khoái cảm, không có phê sướng, và bệnh nhân làm việc được, học hành được và tái hòa nhập cộng đồng. Chúng ta có rất nhiều các cái tấm gương mà bệnh nhân cải thiện mà chỉ sau 1-2 tháng điều trị rất là rõ ràng như vậy. Chúng ta không thể nói là methadone là thay một cái nghiện này bằng cái nghiện khác, và tôi nghĩ rằng là cái hiểu này là hoàn toàn là sai lệch. Methadone là thuốc điều trị và là thuốc điều trị lâu dài. Cũng giống như là bệnh tiểu đường chẳng hạn. Có những người bệnh tiểu đường người ta phải uống thuốc sulfamid hạ đường huyết, có những người phải tiêm insulin. Thì khi mà dừng insulin hay thuốc hạ đường huyết người ta cao ngược trở lại, thì đấy là người ta bị lệ thuộc vào thuốc. Và có thể là có rất nhiều người là phụ thuộc vào insulin, người ta phải tiêm suốt đời chẳng hạn. Thì methadone cũng như vậy, điều trị cho một cái bệnh nghiện bản chất là bệnh mãn tính lâu dài. Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ. Kính thưa quý vị và các vị khách mời tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì còn có chị Trần Thị Minh Thương, một bệnh nhân cũng đang điều trị chương trình methadone. Vậy thì chị hãy chia sẻ những cái suy nghĩ và cảm nhận của mình khi mà từ những ngày đầu tham gia chương trình đến bây giờ.
À, vâng. Xin chào các vị khách quý. Em tên là Trần Thị Minh Thương, năm nay em 43 tuổi. Em điều trị methadone ở y tế quận Đống Đa được gần 2 năm. Em xin chia sẻ về cái sự thay đổi của em từ lúc điều trị. Trước khi em chưa điều trị methadone thì cuộc sống của em khó khăn mà gọi là một đen tối. Từ ngày em sang methadone được khoảng 20 ngày thì em từ bỏ hẳn ma túy. Và lúc đó là em mới được có 38 cân. Hiện tại bây giờ là em 47 cân. Sức khỏe của em rất tốt. Đấy là một cái mặt tích cực mà không thể phủ nhận được. Còn cái methadone, em rất là mong muốn cái methadone này đưa đến cho tất cả những người nghiện chứ không phải là riêng em. Họ không có điều kiện để uống methadone là đấy là một thiệt thòi. Trước đây em cai lên cai xuống, bắt buộc có cai lên cai xuống nhưng em hoàn toàn không thành công. Em có hai cháu, nhưng em thương cháu lắm nhưng em cũng bỏ được. Em lệ thuộc nhiều quá về ma túy. Từ ngày có methadone, cuộc sống của em rất là ấm cúng mà dư giả. Em thật sự là cảm ơn chương trình đã cho bọn em biết đến methadone, và em rất là mong muốn cái Hà Nội được nhiều methadone hơn là ít quá. Mới đâu có mấy quận. Em muốn là ở phường nào cũng có, quận nào cũng có để cho các người nghiện đỡ phải phạm tội. Vì là họ nghiện ma túy thì sẽ mất hết cái danh dự đi. Mà vào methadone như em chẳng hạn, là vợ chồng em, hai con thì rất là tốt. Em rất cảm ơn. Em chỉ biết là chia sẻ như vậy thôi. Em rất mong muốn là những người mà xem chương trình trực tiếp hôm nay, câu nói của em là thật lòng, thật thì họ sẽ đến với cả methadone như em đây. Em cảm ơn. Vâng, cảm ơn chị ạ. Vâng. Vậy thì sau khi mà điều trị một thời gian như thế, cuộc sống đã dần đi vào ổn định về mặt sức khỏe. Vậy thì còn công việc thì sao? Và gia đình, con cái thì thời gian tới chị có một cái dự định gì không khi mà về sức khỏe của mình đã được ổn định như thế rồi? Hiện tại thì công việc của em bán hàng nước. Em bán hàng nước cũng không phải là mất nhiều thời gian. Dự định của em trong tương lai thì bây giờ sức khỏe của em tốt thì em vẫn duy trì cái hàng nước của em như thế thôi. Vâng, thưa bác sĩ Tố Như, là rất nhiều người quan tâm và thắc mắc điều trị methadone trong bao lâu thì có thể cai hẳn được ma túy ạ? Phải nói là đây là cái câu hỏi quan tâm của rất nhiều bệnh nhân và gia đình bệnh nhân, cũng là cái câu hỏi quan tâm của các vị lãnh đạo. Thế thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Cái đầu tiên ấy là người bệnh và cái quyết tâm của người bệnh, rồi cái sự hỗ trợ của các thành viên gia đình, liều thuốc có đủ không, và cái phần tư vấn nữa. Đấy. Thế và cũng có một số bệnh nhân thì chỉ sau 2-3 tuần là có thể dừng hẳn được ma túy. Như là bạn Thương đây là sau có 20 ngày là bạn ấy dừng hẳn được. Nhưng cũng có người cũng rất khó khăn, phải sau nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm mới dừng được. Tại vì các vị cứ tưởng tượng là họ đã nghiện mười mấy năm rồi. Cái việc tiêm chích nó là cái thành là một trong những cái phần của cuộc sống của họ rồi. Nhiều khi họ được vào điều trị liều họ đủ rồi, nhưng mà khi mà gặp bạn bè mà chưa có kỹ năng để mà từ chối, người ta rủ rê thì các bạn ấy vẫn chích lại. Đấy. Thế và phải mất nhiều năm khi mà người ta ổn định cuộc sống, người ta thiết lập được cái mạng lưới bạn bè mới, có những cái mối quan hệ mới, có việc làm ổn định, không có những cái thời gian rỗi, thì lúc bấy giờ dần dần người ta mới bỏ được cái hành vi mà tiêm chích ma túy. Thế thì theo tôi thì thuốc methadone nó rất là quan trọng, và thường ở các nước ngoài thì khoảng 60-70% bệnh nhân là có thể từ bỏ được hoàn toàn, tùy là vài tháng cho đến sau vài năm. Tại Việt Nam hiện nay thì cái tỷ lệ đó khoảng 70-80%. Thì như vậy là
khỏi đúng không ạ, và quản lý được và rất là tốt. Nhưng mà đối với khoảng 20-30% còn lại, không có cái gì là tuyệt đối 100% cả. 20-30% cái số bệnh nhân còn lại đôi khi vẫn thỉnh thoảng sử dụng heroin, thì chúng ta hãy coi cái giải pháp methadone là một cái biện pháp giảm tác hại. Vì sao? Thứ nhất là họ giảm được cái tần suất tiên trích từ 100 lần một tháng, đúng không ạ, 3-4 lần một ngày, thành chỉ có 1-2 lần trong một tháng. Và khi mà giảm cái tần suất tiêm trích thì nó giảm HIV, nó giảm cái nhu cầu cần tiền để mà mua ma túy, thì giảm được tội phạm mà người ta vẫn ổn định. Chúng ta lại quản lý được họ, họ ngày nào cũng phải đến cơ sở điều trị đúng không ạ, giám sát trực tiếp của nhân viên y tế, và chúng ta có thêm cái cơ hội để can thiệp về tư vấn về thuốc cho họ để họ ổn định cuộc sống. Đối với những cái trường hợp như thế thì tôi nghĩ rằng là vẫn cái việc mà giữ họ trong chương trình cũng rất là quan trọng, vì đấy là cái biện pháp giảm tác hại, lại chi phí hiệu quả, lại rẻ, và chúng ta vẫn quản lý được họ. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là gì ạ? Giảm HIV, giảm tội phạm, an ninh trật tự xã hội ổn định và ít tốn kém cho nhà nước, thì tôi nghĩ là cái giải pháp rất là tốt cho những người nghiện chất dạng thuốc phiện. Và đã đến lúc chúng ta cũng phải nhìn một cách thực tiễn là cái mục tiêu cuối cùng của cái điều trị methadone ai cũng muốn là dừng hoàn toàn sử dụng heroin. Nhưng mà cái thực tiễn như vậy thì theo tôi là cái việc giảm là chúng ta cũng phải đánh giá đấy là cái thành công rồi, và bệnh nhân ổn định, cải thiện và có ích cho xã hội và không gây hại cho xã hội, thì đấy cũng là cái sự thành công rất là lớn. Không có một cái gì gọi là 100% cả. Cảm ơn bà Tố Như. Thưa ông Lê Khắc Nam, thì Hải Phòng được coi là một điểm sáng trong điều trị methadone. Rất nhiều người nghiện ở Hải Phòng đã được tiếp cận và tham gia cái chương trình này. Vậy thì nhằm giúp các địa phương khác hiểu rõ hơn và về cái quá trình thiết lập và vận hành một cơ sở điều trị methadone xã hội hóa, ông có những chia sẻ cụ thể nhưng mà và có những cái kinh nghiệm như thế nào về việc đầu tư và vận động nguồn lực, cơ chế quản lý cũng như là nhân sự để thực hiện cái chương trình này một cách bền vững? Tôi nghĩ rằng là để cho các cái cơ sở điều trị methadone đi vào hoạt động có hiệu quả thì nó phải có một cái sự vào cuộc hết sức tích cực của các cấp các ngành dưới sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương. Đấy, bởi vì việc này nó liên quan rất nhiều các cái ngành cấp với nhau. Đấy, từ đầu tư, đấy, rồi đến trang thiết bị, rồi tập huấn, đào tạo kỹ năng cho cán bộ quản lý. Rồi đồng thời là phải bố trí kinh phí hàng năm. Đấy, bởi vì là kể cả Hải Phòng bây giờ có đi đầu về cái việc mà xã hội hóa thì cái 10.000 đó chỉ là 1/3 thôi. Đấy. Rồi một vấn đề nữa là hết sức quan trọng, đó là có một cái sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an thành phố. Bởi vì những cái điểm mà điều trị methadone này lại là cái nơi mà tụ tập của các đối tượng nghiện, nhưng cũng có nhiều đối tượng hình sự. Rồi như lúc đầu tôi đã nói là có những người đến sử dụng methadone ấy, nhưng vẫn lại là sử dụng ma túy tổng hợp, nên là sẵn sàng có những cái việc mà gây mất an ninh trật tự hoặc là cố tình lôi kéo tuyên truyền không đóng cái tiền mà xã hội hóa 10.000 đồng một người. Đấy, Hải Phòng là có cái hiện tượng như vậy, tức là họ lôi kéo, họ không cho những đối tượng khác đóng, mặc dù chúng tôi đi kiểm tra thì họ, gia đình họ, rồi cá nhân họ có đủ cái điều kiện để đóng 10.000. Thế nhưng họ cố tình họ làm như thế, họ lôi kéo vận động. Thì cái này là, đấy, phải vào cuộc tích cực. Và vì cái sự quan tâm và vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền, các cấp các ngành, thì các cái điểm điều trị methadone này, thứ nhất là đảm bảo được an ninh trật tự và có cái kinh phí cho chính đội ngũ đó, đội ngũ phục vụ và được đào tạo bài bản. Tuy nhiên thì để các cái điểm methadone đi vào bền vững, hoạt động bền vững, thì như lúc đầu tôi cũng đã nói, tức là chính phủ cũng có cái cơ chế chính sách cho đội ngũ cán bộ cũng như nhân viên họ được hưởng các cái, tức là có thể là được tuyển thêm biên chế đối với các cái viên chức phục vụ rồi có những cái chế độ lương hệ số có thể cao hơn so ở làm việc ở những nơi khác, bởi vì ấy họ làm việc trong cái môi trường cũng khó khăn hơn, rồi
thường xuyên phải va chạm với những đối tượng mà đa số là các đối tượng nghiện, là những người cũng là tốt thôi, thế nhưng còn có một số là đối tượng hình sự ấy, thì cũng là rất là khó khăn. Rồi một vấn đề nữa là về thuốc thì cũng sớm có để cung cấp liên tục thường xuyên thì các cái điểm điều trị methadone này mới là bền vững và phục vụ tốt cho nhu cầu của những người nghiện ma túy. Vâng, thưa ông Long, ông có suy nghĩ gì về những điều mà ông Lê Khắc Nam vừa mới chia sẻ? Tôi thấy Hải Phòng là một thành phố đi đầu cả nước về methadone kể từ giai đoạn thí điểm ban đầu. Qua kinh nghiệm của Hải Phòng thì chúng tôi thấy là cái sự quan tâm và cái sự quyết liệt của lãnh đạo địa phương, các tỉnh, thành phố, tôi nghĩ là đóng vai trò chủ chốt ban đầu. Thực tế mà nói thì có nhiều tỉnh cũng không phải khó khăn, thế nhưng mà cái diện mở methadone rất là chậm so với chỉ tiêu được giao. Trái lại có những tỉnh hết sức khó khăn, thế nhưng họ vẫn mở được rất nhiều. Thế thì chúng tôi nghĩ rằng là qua kinh nghiệm Hải Phòng, nhất là ủy ban thành phố thì thấy rõ cái sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo đảng, các cấp, thì tôi nghĩ cái đó là hết sức quan trọng. Thứ hai nữa là cái sự quan tâm đó, thế nhưng mà thể hiện bằng những cái kế hoạch cụ thể, phải có kế hoạch triển khai, đồng thời là phải có cái bố trí nguồn lực. Nguồn lực ở đây tôi muốn nói kể cả về cơ sở vật chất, cho đến nhân lực, cho đến đầu tư trang thiết bị, cho đến phân bổ cái nguồn tài chính để chi thường xuyên cho các cái cơ sở này. Thứ ba nữa là tôi cũng thấy rằng là cũng cần phải tăng cường thêm cái truyền thông. Rất nhiều người cũng rất là quan tâm đến methadone, thế nhưng mà có lẽ là hiểu methadone cũng chưa được đầy đủ. Thế nên là cũng có người nghĩ rằng methadone là cai nghiện, có người thì nghĩ rằng methadone là cũng là một dạng thuốc nghiện khác. Thế rồi là có người thì cũng không biết quy trình thủ tục ra sao. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc truyền thông đến các đến nhân dân, đặc biệt là đến những gia đình người nghiện và những đối tượng nghiện chính, thì tôi nghĩ là đấy là cần thiết. Một việc nữa là tôi thấy rằng là cũng cần phải điều chỉnh lại các cái quy trình thủ tục một chút để làm sao thuận tiện hơn. Ví dụ trong các quy trình hiện nay thì có một cái bước là chúng ta phải có cái giấy xác nhận của chính quyền địa phương để người ta có đủ cái tiêu chuẩn tham gia điều trị nghiện. Thế nhưng mà thực ra thì cũng có rất nhiều người nghiện là người ta giấu ở cộng đồng, người ta không muốn lộ diện, người ta sợ kỳ thị. Thế thì người ta muốn điều trị thì người ta phải có cái giấy đó. Thế nên là người ta ngại mà thế thôi cũng không xin giấy. Và cái quy trình xét duyệt của một số địa phương thì cũng hơi lâu. Thì chúng tôi cũng đang có cái rà soát lại một chút để chấn chỉnh lại, cũng như là rút gọn lại cái quy trình để chúng ta làm sao cho thuận tiện cho những người mà có đủ tiêu chuẩn và có cái nhu cầu điều trị thì sớm được tham gia điều trị methadone. Vâng, thưa ông Long, một trong những điều mà ông Nam nhấn mạnh là chương trình methadone chúng ta điều trị cai nghiện cho những người nghiện các chất dạng thuốc phiện, nhưng mà hiện tại thì những người sử dụng ma túy tổng hợp thì lại tăng rất là cao, và điều này cũng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, cũng ảnh hưởng đến cái quá trình điều trị của những cái người mà tham gia điều trị methadone. Vậy thì phía Bộ Y tế, cơ quan chủ quản, chúng ta có cái phác đồ gì không cho cái việc mà kiểm soát cái tình hình này? Cái tỷ lệ nghiện ma túy tổng hợp hiện nay thì chưa có con số chính thức, nhưng mà theo ước tính thì nó dao động khoảng độ từ 10 đến 20% trong tổng số những người nghiện ma túy. Về phác đồ điều trị ma túy tổng hợp thì đây là một cái vấn đề rất là khó khăn, mà không phải Việt Nam, kể cả thế giới hiện nay cũng chưa có những phác đồ điều trị làm sao cho chuẩn, vì các cái hóa chất tổng hợp này nó thường xuyên thay đổi, nó có rất nhiều dạng, có thể là hôm nay là cái hóa chất này, ngày mai hóa chất khác. Thế nhưng mà Bộ Y tế cũng đã đưa ra một cái hướng dẫn chung về tiêu chuẩn chẩn đoán cũng như là hướng dẫn điều trị chung. Thì như tôi nói ở phần đầu chương trình thì Bộ Y tế đã có quyết định đó rồi, thì cái này mới ban hành trong tháng 9 vừa rồi, thì có thể là các địa phương cũng căn cứ vào đó để có cái triển khai. Vâng, thưa ông, là mục tiêu chúng ta đặt ra là điều trị cho 80.000 người vào năm 2015, nhưng mà hiện nay chúng ta đang dừng ở mức điều trị cho khoảng 22.000 người như ông vừa mới trình bày ở đầu chương trình. Vậy thì cái mục tiêu này theo ông đánh giá có khả thi hay không, và cần phải làm những cái gì để thực hiện được mục tiêu này? Tôi nghĩ là đây là một cái mục tiêu cũng hết sức là lớn,
bởi vì là sau 5-6 năm chúng ta mới triển khai được có 17.000 thôi. Thế nhưng mà ngay sau khi mà có cái quyết định 1008 thì tôi nói ban đầu ấy, là chỉ sau 4 tháng là chúng ta đã tăng lên được đến 22.000. Các địa phương hết sức là quan tâm, và để mà triển khai toàn diện hơn nữa thì chắc là cũng cần một thời gian nhất định. Thì theo tôi nghĩ là trong năm 2015, thì đây là chỉ tiêu chính phủ giao, thủ tướng giao cho các địa phương là chúng ta phải cố gắng thực hiện. Thế thì chúng tôi cũng biết rằng là như phần đầu tôi nói là cũng có những khó khăn liên quan đến nguồn lực, liên quan đến một số cái nội dung khác. Thế nhưng mà chúng tôi thấy với cái đà tăng bệnh nhân như hiện nay thì chúng tôi tin rằng là trong năm 2015 thì cái số tỉnh triển khai methadone sẽ tăng hơn nữa, và đặc biệt là số người được điều trị cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. Một trong các lý do mà hiện nay các tỉnh cũng đang hạn chế cái việc điều trị bệnh nhân đó là chưa có cái mức thu. Tôi lấy ví dụ như một cơ sở điều trị methadone thì có thể điều trị được 200-300 bệnh nhân. Thế nhưng mà hiện nay người ta chỉ dừng ở cái mức khoảng độ 50 bệnh nhân hoặc 100 bệnh nhân thôi. Vì sao? Bởi vì là hiện nay người ta chưa có nguồn thu, mà người ta phải dùng ngay cái nguồn chi thường xuyên của đơn vị để người ta phục vụ cho cái điểm điều trị đó. Thế thì chúng tôi cũng xin đề nghị rằng là trong thời gian tới khi mà có cái khung giá thì cũng sẽ gỡ thêm một phần để các địa phương tích cực đưa thêm bệnh nhân để vào điều trị. Riêng khung giá này thì tôi cũng nói thêm một phần nhỏ, tức là theo các cái khảo sát gần đây thì một người sử dụng ma túy trung bình trên thị trường người ta tiêu khoảng độ 300.000 đến 500.000. Những người nghiện nặng có thể tiêu đến vài ba triệu một ngày. Thế thì thay vì người ta sử dụng 300.000, 500.000 đó để mua thuốc heroin có thể nói là rất có hại để dùng, thì người ta vào trong cơ sở điều trị methadone, người ta đóng góp một phần rất nhỏ, 10.000 để sử dụng một thuốc rất là an toàn, mang lại sức khỏe, mang lại cuộc sống hạnh phúc. Thì tôi nghĩ cái đó là có thể nói là đại đa số mọi người đều có thể chấp nhận được. Với cái điều kiện kinh phí là hết sức khó khăn, nhà nước đã cố gắng một mức cao nhất, thế nhưng mà vẫn cần có sự chung tay của những người sử dụng. Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời ạ. Thưa quý vị và các bạn, chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone được nhân rộng ra 32 tỉnh với 92 cơ sở. Số người nghiện điều trị bằng methadone hiện tại đạt gần 22.000 người, trong khi mục tiêu đến cuối năm 2015 của chúng ta, con số này phải là 80.000 người. Khó khăn do thiếu nguồn thuốc, thiếu nhân lực, thiếu cơ sở vật chất đang được các cấp các ngành có liên quan tích cực chỉ đạo để khắc phục. Và theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm, thời gian tới sẽ tập trung gỡ vướng về chính sách và kinh phí để đẩy mạnh chương trình điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng methadone nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy. Và chúng tôi rất cảm ơn sự tham gia chương trình của các vị khách mời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.